Thần mà chúng ta phải đối phó trên đảo Awaji là Bát Kỳ Đại Xà. Kẻ yếu phải nghe lệnh kẻ mạnh. Đó là nguyên tắc của binh đoàn Samurai. Hắc Diệu Nữ Thần không thể rơi vào tay đám Samurai. Trời đất, lũ quỷ các người hãy chết hết đi. Mình đã không còn là thằng nhóc bất tài vô dụng như trước nữa. Diễn ma kiếm. Đón xem Đông Phương Chiến Ký phần 2 trên kênh Animax.